Các bạn đã bao giờ muốn ăn thử món canh kim chi hoặc là muốn làm cho gia đình mình ăn chưa nè? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu cách để làm món canh kim chi dễ dàng tiện lợi nhé! Nguyên liệu để làm món canh kim chi này hết sức là đơn giản. Các bạn có thể dễ dàng mua được ở các chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart hoặc là CS25. Như vậy là món canh kim chi của chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn thưởng thức ngon miệng nhé. Và xin chào.